Sáng ngày 24 tháng 3, tại thành phố Buôn Ma Thuột, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị Phát triển Giáo dục Đào tạo Vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, triển khai thực hiện nghị quyết số 23 ngày 6 tháng 10 năm 2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh Vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo đánh giá tại hội nghị, trong thời gian qua, hệ thống mạng lưới trường lớp học vùng Tây Nguyên đã được củng cố và phát triển rộng khắp, đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng của người dân. Năm học 2021-2022, toàn vùng có gần 4.000 cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên, tăng gần 500 cơ sở so với năm học 2010-2011. Đến nay, về cơ bản, đội ngũ giáo viên đã được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018. Tuy nhiên, số lượng giáo viên vẫn còn thiếu so với quy định ở các cấp học. Tổng chi ngân sách nhà nước cho lĩnh vực giáo dục đào tạo tại khu vực tăng dần qua các năm. Năm 2021, tổng chi ngân sách nhà nước cho lĩnh vực giáo dục đào tạo là trên 12.800 tỷ đồng, tăng 56% so với năm 2011. Chất lượng giáo dục toàn diện đã có bước tiến bộ vững chắc, chất lượng giáo dục phổ thông có chuyển biến tích cực và thu hẹp dần khoảng cách với các địa phương trong cả nước. Các cơ sở giáo dục đào tạo đã và đang phát triển theo hướng đa ngành, đào tạo nhiều cấp trình độ, từng bước góp phần đa dạng hóa và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của vùng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội. Tất cả các trường chúng tôi sẽ cùng nhau phối hợp để tạo thêm cái lợi thế cho vùng, nhưng mà cũng lại là phối hợp gia tăng cái sức mạnh của từng trường bên cạnh cái sự liên kết vùng của các chính quyền tỉnh. Và chúng tôi cũng mong đợi các chính quyền tỉnh hãy chủ động nhiều hơn để giúp chúng tôi có cái sự liên kết được mạnh mẽ hơn, để chúng tôi đóng góp được nhiều hơn và trọng điểm, và đó lại là rút ngắn thời gian, đặc biệt rút ngắn khoảng cách so với các trường ở hai đầu, ba đầu đất nước, rồi sẽ mở ra một cái con đường dài hạn hơn. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Hờ Yim Cờ Đó cho biết, thời gian qua, giáo dục đào tạo Đắk Lắk đã có những bước phát triển quan trọng trong bối cảnh đổi mới. Tuy nhiên, chất lượng giáo dục của tỉnh vẫn còn thấp so với mặt bằng chung của cả nước. Cơ sở vật chất vẫn chưa đáp ứng để thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa, vẫn còn tình trạng thiếu giáo viên, thừa thiếu giáo viên cục bộ, v.v. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hờ Yim Cờ Đó nhấn mạnh. Hội nghị phát triển giáo dục và đào tạo vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn 2045 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức lần này có ý nghĩa rất quan trọng và hết sức đặc biệt cả về lý luận và thực tiễn đối với sự nghiệp đổi mới, phát triển nhanh bền vững vùng Tây Nguyên nói chung và tỉnh Đắk Lắk nói riêng. Hội nghị cũng là cơ hội giúp các địa phương trong vùng đánh giá tình hình giáo dục và đào tạo giai đoạn 2011-2022, từ đó đề xuất mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp góp phần định hướng quan trọng để triển khai thực hiện thành công nghị quyết 23 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Hội nghị cũng đã đề ra mục tiêu đến năm 2030, giáo dục đào tạo vùng Tây Nguyên được đổi mới căn bản và toàn diện theo hướng cơ bản chuẩn hóa, hiện đại hóa, dân chủ hóa, xã hội hóa, nâng cao chất lượng giáo dục, tăng cơ hội tiếp cận giáo dục chất lượng cao cho đồng bào dân tộc, quy hoạch mạng lưới trường lớp hợp lý hơn, nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, nhất là nhân lực đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ, gắn với nhu cầu phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, coi đây là khâu đột phá cho sự phát triển nhanh và bền vững của vùng. Bên cạnh cái phát triển, phát huy những cái lợi thế, thì Tây Nguyên cần phải chú ý đến một cái khâu, đó là cần phải đặt yêu cầu nâng cao dân trí, là một cái vừa là một cái công việc, một yêu cầu nhưng một cái mục tiêu rất là cụ thể. Vì muốn có thể phát triển được nông nghiệp, đạt đến những cái cơ cấu cây trồng, thực hiện được thay đổi, đổi mới về cơ cấu cây trồng, triển khai cái công nghiệp trong nông nghiệp, nền kinh tế trong nông nghiệp, thì cái yêu cầu về nâng cao mặt bằng dân trí là một câu chuyện rất là yêu cầu, có thể xem là một yêu cấp bách đối với khu vực. Bên cạnh đó thì cần phải có một cái nhiệm vụ rất quan trọng mà Tây Nguyên phải thực hiện là thực hiện thắng lợi
cái việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông hay không, đổi mới giáo dục phổ thông theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Trong đó lấy cái việc phát triển con người là một cái trọng tâm, và bản thân cái chương trình được thực hiện tốt cũng góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Những thành tựu quan trọng cả về quy mô, chất lượng và hiệu quả giáo dục mà khu vực Tây Nguyên nói chung, Đắk Lắk nói riêng đạt được trong những năm qua đã góp phần vào thành tựu phát triển kinh tế xã hội. Chặng đường tiếp theo còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các cấp chính quyền và của ngành giáo dục đào tạo, tin tưởng rằng đến năm 2030, các chỉ tiêu về chất lượng giáo dục đào tạo của vùng Tây Nguyên sẽ tiệm cận với mặt bằng chung của cả nước như mục tiêu mà ngành giáo dục đào tạo đã đặt ra tại hội nghị lần này.